Pì nọng sương điếc, kỳ đã quá, cần dân rú bản ngàn trả xạ bình xá huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn, thông rú tì bắn mi điện. Tắp ứng xìm chơi ngờ sưởng của cần dân, ký văn hô pin này, cần dân rú bản đã đẩy nhà nước ao điện lưới quốc gia mà thân bản. Mì điện cân dân trang bản òn xìm khai quảng hết kinh, tuyến xanh hết trâu dù ám tâm của đình tì bản ngàn trà la bàn nhàng khỏ lai cô hớt xạ binh xá mì thiếp cầu thường, mì chất thiếp phép cần dân xây la pìn họng cần sao, thuần thầy xây la thuyền khỏ bắn mì điện lưới quốc gia dùng la mòn cả cảng nâng hất mí đây thân tời thồng ăn vằn xây việc hất kinh của hớt cần dân tỷ phuông táp hính thêm chân ngờ thưởng của hớt cần dân bươn thiếp pi thông xuyên nhì thiếp nhì hết dự án văn điện kha bản tứ điện lưới quốc gia tỉnh Lạng Sơn. Công ty điện lực Lạng Sơn đã hất công trình ao điện lưới quốc gia thân bản ngàn trà. Lăng sở tham vườn hất, thân vườn ớt vi thăng xiên nhì tiếp tham, công trình đã hất vọng, ao khẩu dùng. Cần dân trang bản cần tờ cùng hôn hỉ vì mì, mì điện dùng. Tứ này việc hất kinh ăn phần, xảy việc đâm chay cú cần dân đã ngải lai giá việc tuyên truyền mượt tảng lò chính sách của đảng nhà nước thân cần dân cũng đầy khoanh hải hơn đã tứng sáng tải thông dân trí góp phần hết đây việc xòa khó khát con bắn mì điện đâm thí hát lăng cũng khó này mì điện phùng ra hát lăng to ngài con này bắn mì điện vì nọng hát đến khó lai đầy đảng nhà nước băng tròi ao điện mà hứ vì nọng hôn hí lai mì điện tăng hử việc hát kinh đài ngài, khe bị nọng óc khói đầy khó khát. Lăng cửa tàng điện đầy ao khẩu dùng, ký cần hết việc mừa điện đạ lồng thon cần dân, cách dùng điện ổn yên xong xén. Tổng thị kiểm tra giám sát hệ thống dùng điện, bao đầy hử cần dân, dùng điện ổn yên, vừa hị điện. Lai thường dân trang bàn ngàn trà đã bây giờ lai cha tri điện mà dùng vận cả, mỏ khẩu điện, quạt điện, tivi tủ lạnh. Trước khi trong thôn chưa có điện. Con đi bắn mì điện bóng lâu leo tém tưng, lục lan thon thư khó lai. Này mì điện lùng vận nấy hăn đây lai, hôn hỷ lai, lục lan thon thư ngài. Vì nó ao tivi ao mò hung khẩu điện mà dùng ngài ra. Vì nó hôn hỷ lai. là phấn khởi. Tảng điện đầy kèo hòa thân bản ngàn trà đã có phấn vang hử thuần thải thường sân của xã Bính Xá, tại dùng điện lưới quốc gia vì điện cần dân, ổn thêm khai quảng hất kinh, tính thành hất chầu, dù ám tâm của tiên tỷ. Tướng này, tẩy thỏng mọi mòn của cần dân, tướng giám thầy thải trung.